Hơn 200 ký cá giống cũng đã được Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và các ban ngành đoàn thể thả về tự nhiên. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh yêu cầu các ban ngành đoàn thể huyện và địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức khai thác thủy sản một cách hợp lý, khoa học, không khai thác triệt để nguồn thủy sản. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc hóa học để khai thác thủy sản.